Thưa quý vị, nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trong các ngày từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, huyện Thạnh Quá đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đoàn đã kiểm tra tại 9 doanh nghiệp đang sử dụng lao động thuộc địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp mặc dù có quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót như còn trường hợp lao động chưa ký hợp đồng lao động, dễ xây dựng thang bảng lương chưa đầy đủ, chưa thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, chưa tổ chức quản lý và phân cấp trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động. Người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, chưa trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, chưa có các biện pháp cải thiện điều kiện lao động và cũng chưa xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp. Bên cạnh đó, có doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những hạn chế thiếu sót theo quy định của pháp luật, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu tạm ngừng hoạt động tại một công ty khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường, đất đai và phòng cháy chữa cháy.